20 năm ngày doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 2004, 13 tháng 10 2024. Chúng ta vinh danh và tôn vinh những người đã và đang đóng góp không ngừng nghỉ cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Những người đã dám nghĩ, dám làm và dám vượt qua mọi thử thách để đưa đất nước tiến lên phía trước. Từ những ngày đầu của công cuộc đổi mới, các doanh nhân Việt Nam đã dấn thân vào con đường kinh doanh với khát khao mãnh liệt làm giàu cho chính mình và cho đất nước. Họ là những người tiên phong sẵn sàng đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức để xây dựng nên những doanh nghiệp vững mạnh. Không ít doanh nhân, doanh nghiệp đã chung tay góp sức đầu tư cho giáo dục, bởi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của quốc gia. Doanh nhân ngành giáo dục chính là những người kiến tạo nên những giá trị bền vững, đem lại tri thức, nâng cao giá trị nguồn nhân lực, góp phần cho sự thay đổi tích cực của xã hội. Mỗi một doanh nhân giáo dục, mỗi một doanh nghiệp giáo dục thành công là một câu chuyện đầy cảm hứng về lòng kiên trì, tinh thần sáng tạo và quyết tâm không ngừng nghỉ. Tôi là Nguyễn Thị Hồng Xuân, hiện tại đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru. Tôi cũng là founder của hệ thống giáo dục CEO High School. Đấy là một môi trường định hướng tư duy đào tạo doanh nhân từ năm 15 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thạch Thất Hà Nội, trước đây là Thạch Thất Hà Tây, cũng là một cái mảnh đất mà rất là hiếu học, có Trạng Bùng, có mảnh đất Ba Vua. Hà Tây trước đây chưa sáp nhập với Hà Nội thì là cửa ngõ thủ đô, nơi mà chúng tôi sinh ra và lớn lên đã thừa hưởng được cái tư duy cũng như là cái truyền thống ngàn năm văn hiến của thủ đô, để chúng tôi luôn luôn nỗ lực cố gắng trong bước đường học tập cũng như là xây dựng sự nghiệp của mình. Hành trình gây dựng thương hiệu doanh nghiệp giáo dục của chị Nguyễn Thị Hồng Xuân, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru, là những nét phác họa về chân dung của một nữ doanh nhân, một nhà giáo, một người hướng nghiệp, một chuyên gia tư vấn du học, người đã dành hơn 20 năm để bắt cầu đưa hàng nghìn học sinh Việt Nam sang Nhật Bản học tập, rèn luyện và từ đó vươn tới thành công. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đường đến thành công, phát sóng tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chúng tôi những người thực hiện chương trình xin gửi lời chúc đến toàn thể cộng đồng doanh nhân Việt Nam, một lời chúc sức khỏe luôn vững vàng và bền bỉ trên con đường sự nghiệp đã chọn. Và thưa quý vị, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Vâng, tại sao chúng tôi lại lựa chọn giáo dục cho câu chuyện doanh nhân ngày hôm nay? Bởi giáo dục chính là nền tảng cho tri thức và sự phát triển của một quốc gia. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi hành trình đến với thành công của nữ doanh nhân này. Chị là một nhà giáo, một người lái đò đã chắp cánh cho hàng trăm giấc mơ của người trẻ Việt Nam được tiếp cận và đặt chân đến đất nước Nhật Bản tươi đẹp, trở thành hiện thực. Với cái tâm và sự tận tụy của người làm giáo dục, chị luôn mang trong mình sự tự hào, kiên định và đầy đam mê trong hoạt động hướng nghiệp suốt 20 năm qua. Và xin được trân trọng giới thiệu nhân vật ngày hôm nay, đó chính là chị Nguyễn Thị Hồng Xuân, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru. Xin chào MC Mai Anh, xin chào quý vị khán giả. Vâng, lời đầu tiên thì xin được cảm ơn chị Hồng Xuân đã dành thời gian rất là bận rộn để đến với chương trình Đường đến thành công ngày hôm nay. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên cũng là một câu hỏi mà Mai Anh và các khán giả đều rất muốn biết, đó là cơ duyên nào đã khiến cho chị quyết định gắn bó với lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là công việc định hướng nghề nghiệp cũng như là tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam đến với Nhật Bản để làm việc và học tập ạ? Trước khi Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru ra đời thì tôi có làm ở tập đoàn lớn, cũng làm về nghề nhân sự, phái cử nhân sự sang thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường được coi là khó tính nhất thế giới là thị trường Nhật Bản.
trong suốt hành trình hơn 20 năm miệt mài trong nghề phái cử nhân sự cũng như là đào tạo ngoại ngữ cho các em, Xuân trước khi xuất cảnh, công ty thường có một cái buổi nói chuyện với phụ huynh và học sinh. Hồng Xuân may mắn được công ty tín nhiệm giao cho công việc là định hướng cho các em trước giờ xuất cảnh cũng như là nói chuyện với gia đình. Trong những cái buổi đó, Hồng Xuân thường nói với các em là bao giờ cho Việt Nam không phải là xuất khẩu lao động, nhập khẩu chuyên gia nữa, mà là nhập khẩu lao động và xuất khẩu chuyên gia. Đại dịch Covid đến cũng là cái lúc mà ngành nghề của Hồng Xuân rất là khó khăn bởi vì các nước bế quan tỏa cản, lao động không sang được bên nước ngoài và lao động ở nước ngoài hết hợp đồng cũng không về được nước. Và khi đó thì cái việc mà các bạn trẻ ở những cái vùng mà bị giãn cách không được đi ra ngoài, và trong cái lúc mà đang chờ đợi chính phủ cấp phát cho COVID, Hồng Xuân và cộng sự nghĩ rằng chúng ta sẽ làm một cái gì đó để cho các bạn trẻ ở vùng đang bị giãn cách yêu đời hơn, cảm thấy những cái thời gian đó nó có ý nghĩa hơn. Thế rồi team của Haru miệt mài nghiên cứu để đưa ra những cái chương trình dạy tiếng Nhật online, và mỗi cái khóa học thì chị Mai Anh và quý vị tưởng tượng là có hơn 100 người học một lớp, mọi người vui vẻ tìm hiểu văn hóa và đất nước Nhật Bản cũng như là tiếng Nhật. Thế rồi công ty cổ phần giáo dục quốc tế Haru ra đời trong đúng đại dịch Covid. Haru trong tiếng Nhật có nghĩa là mùa xuân, mùa của những sự khởi đầu mới, mùa khát vọng, đam mê và một niềm tin vào tương lai tốt đẹp. Hành trình mà nữ doanh nhân Hồng Xuân cùng các cộng sự mang đến cho hàng ngàn các bạn trẻ Việt Nam là những khởi đầu mới cùng một tương lai tốt đẹp như chính mùa xuân vậy. Haru có đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu, Bắc Mỹ, và xuất khẩu lao động Nhật Bản. Với những con số biết nói, như hơn 1.000 học viên của công ty đã và đang học tập, làm việc thành công ở nước ngoài. Công ty đang hợp tác với hơn 300 trường Nhật ngữ, trường cao đẳng, đại học tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Hơn nữa, công ty còn phái cử thực tập sinh đến hơn 100 nghiệp đoàn và xí nghiệp tại Nhật Bản tiếp nhận người lao động Việt Nam. Ngoài ra, công ty có liên kết với nhiều ngân hàng lớn trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho học viên và gia đình khi tham gia các chương trình du học và xuất khẩu lao động. Chúng tôi tập trung vào định hướng nghề nghiệp, đồng hành, theo sát các em. Thế hệ học sinh của chúng tôi là những người có trí thức, có khát vọng. Các em được học tập ở những cái môi trường có chất lượng cao của các nước phát triển để sau này hòa nhập môi trường lao động chất lượng cao của thế giới. Những con người tại Haru luôn lấy chữ tử tế, tận tâm, có giá trị làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi mảnh ghép của Haru luôn ý thức được sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi để trong mọi suy nghĩ và hành động đều hướng đến lợi ích cho khách hàng. Sau một thời gian con ở đây thì được sự dìu dắt của các thầy cô, hướng dẫn của các thầy cô thì con đã trưởng thành lên rất nhiều. Điển hình là gần đến những cái ngày bay này thì về thấy bạn ấy chững chạc, tự tin lên rất nhiều, và thực sự là cái công đó là nhờ các thầy cô cùng các bác, các cán bộ công nhân viên ở tại Haru, nên là mình rất là cảm ơn và hoàn toàn tin tưởng. Cứ mong là gửi gắm vì đi sang Nhật thì cũng mình có những cái niềm tin nhất định là con phát triển thành người tử tế. Tại Haru, lắng nghe là một văn hóa. Vướng mắc của mỗi học viên, lắng nghe từng nỗi băn khoăn chăn trở của mỗi gia đình, mỗi khách hàng để tìm ra những giải pháp phù hợp nhất, hiệu quả nhất, mang lại giá trị đích thực cho chính các bạn trẻ Việt Nam.
Đối với Haru, chúng tôi không đơn thuần chỉ dạy ngoại ngữ, mà chúng tôi thông qua ngoại ngữ để hướng dẫn cho học sinh của chúng tôi biết cách sử dụng ngoại ngữ để làm công cụ tìm hiểu văn hóa, kinh tế, chính trị, cách làm việc của họ, sự tiến bộ của các nước phát triển, từ đó học hỏi được những cái điều hay, lẽ phải, học hỏi được những cái tinh hoa của đất nước phát triển. Sau này, chính các em cũng sẽ góp phần không nhỏ trong sự phát triển của đất nước Việt Nam mình. Làm việc từ tâm và tử tế, đó có phải là sự khác biệt của Haru đối với các đơn vị hướng nghiệp khác hay không ạ? Chị có thể chia sẻ thêm về những cái điều khác biệt của đơn vị mình với các đơn vị hướng nghiệp khác. Cái điều khác biệt của Haru khi mang lại cho các bạn trẻ, đó là chúng tôi thường có một cái bản đồ về nghề nghiệp dành cho các bạn. Khi phụ huynh và học sinh đến với Haru, không chỉ hỏi cô ơi học ngoại ngữ hết bao nhiêu tiền, trong bao lâu và trình độ như thế nào, cam kết đầu ra ra sao, đi du học thì đi hết bao nhiêu tiền, bao giờ thì bay, xuất cảnh như thế nào. Haru khai thác những cái điểm mạnh của các em, những cái điều nó phù hợp với môi trường gia đình của các em cũng như là năng lực các em, để từ đó chúng tôi khai thác hỗ trợ các em để các em tìm được cái phiên bản tốt nhất của cuộc đời mình cho cái công việc hướng tới tương lai. Vâng, như là chị Hồng Xuân đã chia sẻ ở trên thì rõ ràng cái định hướng đúng là một cái điều rất là quan trọng. Nó khiến cho chúng ta không phải đi đường vòng và sẽ không bị mất nhiều thời gian cũng như là tiền bạc. Vậy thì có thể nói rằng vai trò của một mentor hay là một người định hướng là vô cùng quan trọng đối với thành công của một học viên. Chị có thể chia sẻ thêm về vai trò của một mentor cũng như là người định hướng không ạ? Hồng Xuân thì luôn nghĩ rằng mình bán cái gì mình dùng và mình dùng cái gì mình bán. Để dẫn dắt team Haru trở thành những mentor giúp các bạn trẻ Việt Nam xây dựng cái lộ trình học tập cũng như là thực hiện cái lộ trình học tập của các em, thì Hồng Xuân đã men theo hai bạn là con của Hồng Xuân đã đạt được học bổng toàn phần của chính phủ Nhật Bản. Chính cái bài học mà mình đã đồng hành với các bạn trẻ nhà mình, chính cái bài học mình đã đồng hành với con mình muốn lan tỏa, mình muốn chia sẻ để nhiều bố mẹ, để nhiều bạn trẻ có thêm những cái góc nhìn để các bạn tham chiếu vào cái lộ trình học tập của mình. Vâng, có thể nói rằng là không chỉ là một người định hướng và từng bước mở ra tương lai cho các học viên của mình, mà chị Hồng Xuân có lẽ còn là một đại sứ về văn hóa, bắt nhịp cầu nối văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Là một doanh nhân trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, chị đánh giá như thế nào về những điều mà mình đã đạt được trong sự phát triển chung của hai nước Việt Nam và Nhật Bản? Hồng Xuân thì chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc trong cái việc làm cầu nối giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản. Trong suốt hơn 20 năm miệt mài với nghề của mình, Hồng Xuân khẳng định rằng tất cả những người Nhật Bản mà Hồng Xuân gặp ở trong cuộc đời của mình, Hồng Xuân đều học được những cái bài học kinh nghiệm từ họ, cũng như là tất cả những bạn bè và bạn của bạn là người Nhật mà Hồng Xuân biết tới, thì khi Hồng Xuân tiếp xúc thì họ đều cảm thấy wow, Việt Nam có cô bé rất là hay nhỉ. Vì cho đến thời điểm này hơn 20 năm, Hồng Xuân cũng chưa gặp một người Nhật Bản xấu tính nào cả. Với tất cả những học sinh của Haru đi sang bên Nhật thì Hồng Xuân và team Haru đều nhắn nhủ với các em rằng các em là những đại sứ, các em là những người đại diện cho Việt Nam, các em là công dân Việt Nam, đại diện cho người Việt Nam, đại diện cho nền văn hóa Việt Nam đến để giao lưu với người Nhật Bản đấy. Chưa biết mình làm được cái gì, nhưng mình nghĩ tốt về họ, họ nghĩ tốt về mình. Đó cũng là một cái điều để cho
hai nền văn hóa, hai con người, hai đất nước nắm tay nhau và vui vẻ với nhau. Giữa doanh nhân và giáo dục, quan niệm của tôi thì hai là một, mà một lại là hai. Nhiều bạn bè của tôi vẫn thích gọi tôi là cô giáo. Và khi tiếp xúc với đối tác ở bên nước ngoài, có người hỏi tôi là cô thích tôi gọi cô là giám đốc Xuân hay là cô giáo Xuân. Tôi không phải suy nghĩ và trả lời luôn, xin hãy gọi tôi là cô giáo Xuân. Xin hãy gọi tôi là cô giáo Xuân. Nghề giáo vui vì được sống với đam mê, được tiếp lửa hay được vẽ lên viễn cảnh một chân trời mới tươi sáng hơn cho các thế hệ học trò bằng tri thức, trí tuệ và trái tim. Ngược lại, học trò cũng thấy vui, thấy có tương lai vì những khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Như một cơ duyên được gặp gỡ và được lắng nghe người lái đò dẫn đường chỉ lối. Đối với cô Xuân, có duyên gặp lại những người học trò cũ, đó không còn là khoảnh khắc đặc biệt, mà đó là hành trình. Một hành trình của người đưa đò, bền bỉ và dày công. Một hành trình qua năm tháng được đúc kết thành tấm lòng biết ơn cho sự tận tụy, cho cái tâm của một nhà giáo. Cả cô và trò bỏ lại công việc, bỏ lại bộn bề của cuộc sống sau lưng mỗi người để được cười nói, được hỏi thăm, được hoài niệm và được tri ân. Ngày trước cũng đi học rồi cũng có cơ duyên thì có duyên phận gặp được chỗ cô Xuân là giám đốc công ty Haru. Thì khi mà lúc tôi khó khăn thì tôi có nhờ cậy đến cô và mọi người trong công ty giúp đỡ tôi về kinh tế, rồi công việc học hành, và cũng được cô Xuân chỉ bảo tận tình giúp đỡ, đưa ra cho tôi những cái hướng đi ở bên Nhật cũng như về đến Việt Nam. Đến ngày hôm nay thì tôi cũng thấy là tôi cũng thành đạt hơn. Trải qua những cái thời gian vất vả làm việc để kiếm được đồng tiền từ bên đất nước bạn, bây giờ tôi trở về thì tôi cũng muốn là tôi rất biết ơn đến cô Xuân. Một cửa hàng điện thoại nhỏ tại ngoại thành Hà Nội cùng một gia đình nhỏ vui vầy ấm áp. Đó là một hành trình mà anh Nguyễn Đức Quảng đã gây dựng được lên với sự dìu dắt của cô Xuân. Đó là cái thuở anh và gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn do một cơn sóng gió ập đến. Khi đó, giấc mộng đi Nhật của anh Quảng tưởng như phải gác lại và rơi vào bế tắc. Cô Xuân chính là người đã giang đôi tay, không chỉ giúp anh hiện thực hóa giấc mơ đi Nhật còn dang dở, mà còn gắn bó, thắp lửa bằng sự tận tâm trên suốt chặng đường lao động nơi đất nước mặt trời mọc, rồi về nước đến ngày hôm nay. Tôi rất cảm động được cô Xuân dìu dắt, giúp đỡ tôi, đồng hành cùng tôi đến ngày hôm nay. Từng là học trò thế hệ đầu tiên của cô Xuân, sau một thời gian lao động và học tập tại Nhật Bản, anh Lưu Hữu Phúc đang tiếp bước theo con đường của người lái đò đã đưa anh đến ngày hôm nay với một đơn vị đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Nhật Bản. Vào năm 2010, bắt đầu bước chân ra ngoài Hà Nội để học tiếng Nhật, lên kế hoạch để sang bên Nhật Bản làm việc. Cái người mà dạy tiếng Nhật đầu tiên đấy chính là cô Xuân. Thì nhờ có cô Xuân thì cũng có những cái định hướng, những cái sự chia sẻ trong quá trình làm nghề của cô, và thì tôi có sang bên Nhật làm việc. Và sau trong khoảng thời gian 3 năm tôi làm việc ở bên đấy thì cũng may mắn là có học được tiếng Nhật.
và trao dồi thêm được những cái kinh nghiệm sống và làm việc với người Nhật. Thì đến năm 2017 là tôi có tách công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhân lực Phú Nguyên và hoạt động đến bây giờ. Thì là công ty chúng tôi là một năm nay giờ đang cung ứng cho thị trường Nhật khoảng tầm 300 lao động trên một năm, đáp ứng đầy đủ về tiếng Nhật tốt, tay nghề cao, đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chuẩn, những cái yêu cầu mà đối tác phía Nhật Bản đề ra. Có lẽ hạnh phúc nhất của những người lái đò âm thầm và tận tụy như cô Xuân chính là sự nghiệp thành công của học trò. Và niềm hạnh phúc đó càng lớn lao hơn khi người học trò lại tiếp bước trên con đường mà cô đã đi qua. Thấm thoát 20 năm với vai trò định hướng và chắp cánh cho lớp lớp thế hệ các bạn trẻ Việt Nam đã trôi qua. Mái tóc cô giờ cũng đã điểm bạc. Nhưng nụ cười hồn hậu, cái tâm của người làm giáo dục vẫn cháy bỏng trong trái tim của cô giáo Xuân. Vì với cô, dù với vai trò là doanh nhân, người hướng nghiệp hay chuyên gia tư vấn du học, thì cái tâm của cô vẫn đặt ở niềm tin và khát vọng thắp sáng tương lai cho lớp lớp thế hệ học trò. Sau mười mấy năm đấy thì là khi mà tôi gặp lại cô Xuân ấy, thì cảm nhận được cái sự chân thành, cái nhiệt huyết của cô dành cho các cái thế hệ mà học trò sau này, vẫn những cái định hướng cho chúng tôi như ngày xưa, thì đến bây giờ cô vẫn có được cái sự nhiệt tình đấy, nhiệt huyết đấy đối với cái nghề chồng người của mình. Thì đấy là cái điều mà tôi cảm thấy nó cũng may mắn khi có được một cái người cô như thế. Hiện nay thì cũng có rất nhiều du học sinh Việt Nam cũng như là những người lao động Việt Nam sau một thời gian dài làm việc ở Nhật Bản thì đã quay trở về đất nước để cống hiến những kinh nghiệm, những hiểu biết của mình cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chị đánh giá như thế nào về quyết định này ạ? Tôi rất thích một cái câu nói, đi để trở về. Dù sao thì tôi vẫn muốn học sinh của tôi ở đâu cũng là yêu nước. Thì tôi cũng nghĩ rằng ở đâu mà cảm thấy cuộc sống hạnh phúc, có giá trị và cống hiến được cho đất nước thì cũng là yêu nước. Các em về Việt Nam cũng được, các em ở lại Nhật Bản hay là sang nước thứ ba cũng được, miễn sao các em vận dụng được những cái kiến thức, những cái tinh hoa mà mình học được trong quá trình mình học tập và lao động ở nước bạn để trở về. Vâng. Chị có dành lời khuyên gì cho các bạn trẻ Việt Nam, những người mà cũng đang mong muốn tìm được một cái đơn vị định hướng nghề nghiệp cho mình, một đơn vị uy tín để định hướng nghề nghiệp cũng như là công việc học tập của mình một cách uy tín ạ? Tôi vẫn thích cái từ duyên. Các em có nhiều duyên để mà đi tìm cho mình một mentor, để tìm cho mình một người nào đó hướng dẫn, định hướng cho mình. Người đó có thể là bố mẹ, có thể là anh chị em, có thể là người thân, hoặc có thể là trên mạng internet hay là trong sách vở nào đó. Tuy nhiên, đối với các bạn trẻ thì tôi nghĩ rằng các bạn nên tìm cho mình một người nào đó mà mình cảm thấy mình học hỏi ở họ. Không chỉ họ vẽ cho mình một con đường nghề nghiệp mà họ còn thắp cho mình một ước mơ, một ngọn lửa đam mê để mình soi vào mình soi trên con đường mà mình sẽ đi trong tương lai. Khi chúng ta đã làm việc từ tâm, làm việc tử tế, làm việc có giá trị là chúng ta giàu có về mặt tri thức, giàu có về mặt giá trị. Khi chúng ta có những điều giàu có như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc. Hãy làm điều tử tế nhỏ bé mỗi ngày vì những hành động nhỏ có thể tạo nên một thay đổi lớn. Với nữ doanh nhân nhà giáo Hồng Xuân, sự thành công không chỉ dựa trên số tiền mà bạn kiếm được, mà còn dựa trên cách bạn thay đổi cuộc sống của người khác. Tôi rất thích một cái câu nói, giáo dục không phải là đổ đầy một bình nước, mà thắp lên một ngọn lửa. Tôi vô cùng tự hào vì hơn 20 năm qua, tôi đã thắp lửa tri thức cho rất nhiều thế hệ học trò của tôi. Cũng hơn 20 năm qua, tôi đã chắp cánh nhiều những mơ ước, những khát vọng của nhiều thế hệ học trò của tôi trở thành hiện thực.
Các em đã thay đổi mình, thay đổi cuộc đời, thay đổi tư duy để trở nên hạnh phúc hơn, giàu có hơn. Đối với tôi, giàu có là như vậy. Thành công của mỗi doanh nhân không chỉ là thành công của cá nhân họ, mà còn là thành công của cộng đồng, của đất nước. Doanh nhân giáo dục Hồng Xuân vẫn thầm lặng ngày đêm cống hiến trí tuệ và sức lực của mình cho sự phát triển của đất nước. Những nỗ lực và thành tựu của chị chính là động lực, là niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người sẽ kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà chúng ta đang xây dựng ngày hôm nay. Theo anh thấy thì có lẽ là đối với một người phụ nữ thành công, cái việc cân bằng giữa gia đình và công việc là một điều rất là khó khăn. Và với như chị Hồng Xuân thì có rất là nhiều những vai trò và với rất nhiều các hoạt động cộng đồng nữa. Chị làm như thế nào để có thể cân bằng giữa gia đình và công việc ạ? Bật mí với Mai Anh là Hồng Xuân đang là bà mẹ bỉm sữa. Bạn bé nhất của Hồng Xuân mới 1 tuổi rưỡi. Wow. Nhưng mà Hồng Xuân lúc nào cũng thấy mình trẻ trung, mình happy. Cái việc mà cân bằng giữa công việc cũng như là gia đình và các mối quan hệ không phải là dễ và cũng không quá là khó. Đối với mỗi người, họ đều có những cái cách riêng của mình. Như Hồng Xuân thì Hồng Xuân nghĩ rằng mình cứ nỗ lực, cứ cố gắng làm từ tâm. Khi mình yêu thương con mình từ tâm và theo cái cách mà mình đã học hỏi được những người đi trước thì mình sẽ làm bạn được với các con. Các con cho mình những cái lời khuyên cũng như là cho mình thêm những cái năng lượng. Wow, có gì khó khăn có thể không hỏi được ở bên ngoài, về hỏi bọn trẻ, biết đâu đấy bọn trẻ nó lại cho mình những cái lời khuyên rất là hay nha. Thế rồi đối với gia đình nhỏ cũng như là gia đình lớn của mình làm được cái gì thì mình cứ cố gắng, mình không làm được cái gì thì mình nói là mình không làm được, mong mọi người giúp đỡ. Khi ở trong gia đình nhỏ của mình cũng như là gia đình lớn của mình cảm thấy mình đã làm hết cho mọi người rồi thì có một cái tâm thái thoải mái mình đến công ty. Đến công ty thì cũng chia sẻ với anh chị em là mình làm không phải là vì mình, chúng mình làm không phải là vì chúng mình, mà chúng mình còn làm vì cái này, vì cái kia nữa. Thuận duyên thì ở, hết duyên thì đi thôi. Không phải lúc nào trên đường đi mình cũng bằng phẳng, có lúc mình được đi đường thẳng, cũng có lúc mình được đi đường bằng, nhưng cũng có lúc mình phải leo lên những bậc thang, rồi những cái đường khúc khuỷu, lúc mình phải leo núi, lúc mình phải lội sông. Nhưng mà có một cái tâm thế là mình cứ nỗ lực hết sức, mình cứ nỗ lực thì ngoài cái việc mình có thể làm được thì vũ trụ sẽ kết nối những người thầy, những vị Bồ Tát sẽ hỗ trợ mình. Nhưng để có những người thầy, những vị Bồ Tát, những khách hàng, những người thân yêu của mình hỗ trợ mình, giúp đỡ mình thì mình phải mang lại giá trị cho họ. Khi mình hạnh phúc thì mình sẽ lan tỏa cái điều hạnh phúc đến cho mọi người. Và khi mình nhận được những cái điều hạnh phúc đó thì mình cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Vâng. Và anh rất là khâm phục chị Hồng Xuân, một nữ tướng trong công việc, một bà mẹ bỉm sữa nhưng mà luôn luôn tràn đầy năng lượng tích cực mang đến cho mọi người. Vâng, xin được cảm ơn chị Hồng Xuân đã dành thời gian đến tham gia chương trình Đường Đến Thành Công ngày hôm nay và đã có những chia sẻ rất thú vị về công việc cũng như là về những triết lý trong công việc và cuộc sống của mình. Và xin chúc chị Hồng Xuân luôn có sức khỏe và luôn giữ được cái năng lượng tích cực tươi vui như thế này để có thể làm thêm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa và làm thêm nhiều hoạt động cộng đồng cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn chị Hồng Xuân. Cảm ơn MC Mai Anh. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và lắng nghe những chia sẻ của Hồng Xuân. Và một lần nữa cảm ơn chị Hồng Xuân.
Quý vị và các bạn thân mến, để có được thành công như ngày hôm nay thì Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Xuân cùng với các cộng sự của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru đã luôn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, đặt cái tâm và sự tử tế lên hàng đầu. Họ cũng chính là điểm tựa phía sau, góp phần tạo nên những thành tựu, hiện thực hóa nhiều giấc mơ cho nhiều thế hệ học viên, góp phần khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa hai nền giáo dục Việt Nam và Nhật Bản. Đến đây thì thời lượng của chương trình Đường đến thành công cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.